là của ngài được nhé. Em dẫn đồ mình qua bên kia đổi tiền thì mình phải đổi một ít tiền nội tệ để mình xài, những sàn ngoài đường á mình phải xài, còn mình mua đồ mình có thể sử dụng cái tiền cái thẻ Visa được, ngoài đường không xài tiền đô được đâu, chỉ trong chương trình xuất đi thì mình mới xài tiền đô được, không giống như Thái Lan nha. Ở đây chỉ xài tiền won hoặc là thẻ Visa, còn tiền đô là trong xuất đi người ta xài. Cho nên gia đình mình em dành cho đồng mình 10 phút đổi tiền. Khi đổi tiền xong á, người ta có cái bao thư cái bên, mình bỏ tiền vào trong bao thư, ta cho mình cái bao thư đó, bỏ cho nó lịch sử. Thì có 10 ngày cô đam mình cứ tới chỗ nào á mà đông đúc đông vui, mình mở điện thoại ra mình thích vô truy cập bất cứ một cái mạng nào, anh có thể là khoảng 80% là mình xài được wifi miễn phí. Cái này là vui đúng không ạ? Và check in Facebook đúng không ạ? Ồ, thoải mái. Ok ha. Rồi thêm một cái nữa, cô đam mình đi qua bên đây chắc chắn là nhiều cái khách là không có mang điện thoại. Tại vì bên đây á, điện thoại mà mình xài được á, quý khách nào chắc chắn là không thể nào là mình xài roaming hết được đúng không ạ? Cũng có những quý khách là không có điện thoại Hàn Quốc xài, và cũng có quý khách là không quên không có roaming. Nhưng mà không có sao, cô đoàn mình á, trước tiên là mình đi theo đoàn không vấn đề gì. Nhưng nếu mà trong trường hợp cô đoàn mình cần gọi điện á, thì tất cả những cái hệ thống tàu điện ngầm là họ còn đều có điện thoại miễn phí cho mình. Gọi trong nước thôi nhé, gọi nội địa Hàn Quốc thôi. Tất cả những cái trạm tàu điện ngầm là mình nhớ dùm em nhé, dạ, đều có đặt điện thoại hết và điện hoàn toàn là miễn phí. Cứ tới bốc máy nhấn số và gọi, cần nhớ dùm em ha. Có đi đâu đó buổi tối mình có đi á, buổi tối mình có đi vòng vòng sư mình chơi đúng không ạ, mình tới mình gọi vòng vòng ha. Đó là phải mình lưu ý, cái đó là miễn phí điện thoại công cộng ở tàu điện ngầm và gọi trong nước. Và là mình muốn là gọi ở Việt Nam đúng không ạ, mà mình không có mang điện thoại Hàn Quốc, tại vì bên đây ấy, người ta xài điện thoại là không có sim, xài mạng CDMA là mình ha, không có sim. Thế nên là mình có lấy được điện thoại của người ta mình không có làm gì được, không gọi được luôn, nhận được cũng không làm gì được ha. Và có sim nhưng mà rất là mắc, khoảng 50 đô một chiếc, còn là mình mua thì hơi uổng. Nếu mà đòi mình ai mà muốn gọi điện nhắn tin về Việt Nam thì xin mời ra cái cửa hàng tiện lợi, ở đây có rất là nhiều cửa hàng như là 7-Eleven hay là E-Mart hay là Mart này kia ha, rất là nhiều cửa hàng tạp hóa ở Việt Nam mình không có đúng không ạ. Đó là mình mua cái thẻ gọi quốc tế, sau đó là mình về khách sạn mình lấy cái điện thoại bàn á, nhờ điện thoại của lễ tân nó mình gọi thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó là trong những cái trường hợp mà mình cần gọi điện thôi, chứ thành để ý là quý khách mình qua đây chơi nhiều khi chả có thời gian gọi điện. Thế thì về khách sạn là có wifi rồi, thế là mình có Facebook, có Zalo, có Viber đúng không ạ? Có những cái ứng dụng đó mình có thể gọi điện quốc tế được, rất là thoải mái tiện lợi của đàn mình nhé. Và ở Jeju cũng vậy, nhiều khi mình đi siêu thị hoặc là mình ra những cái cửa hàng nhà hàng là họ có wifi giống như là ở Seoul thôi, cũng có wifi công cộng miễn phí cho mình đó. Thế là mình có mấy cái miễn phí thôi ạ. Có hai cái rồi đúng không ạ? Thêm cái thứ ba nhé, đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cứ là mình kiếm bất cứ một chỗ nào, chỗ nào nhà hàng ngon, chỗ nào mua sắm tốt, chỗ nào nhiều quần áo đẹp, chỗ nào mà có bán áo của thần tượng của mình, có ai thần tượng Korean idol không ạ? Big Bang hay là Big Ba gì á, Super Junior có không ạ? Có ai thần tượng không? Còn mình thấy là có ai trẻ trẻ, chắc mấy em chỉ tin thôi đúng không ạ? Của mình là xin tin dâu rồi hết thần tượng rồi đúng không ạ? Mình là thần tượng, mình bây giờ em biết là mình thần tượng ai rồi, là mình thần tượng bác đúng không? Đúng không ạ? Vâng, bác đúng không ạ? Đúng không? Money đúng không ạ? Nếu mà ai muốn mua áo thần tượng á thì mình có thể là gọi nhờ tư vấn, và muốn gọi nhờ tư vấn thì nhấn số nào dạ? Xin thưa nhấn 1330. Dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí, tất cả cái mọi cái địa điểm, mọi cái nơi mình cần tới, cần mua, cần biết cái này mình nhé. Đó. Đây cũng là một vấn đề đúng không ạ? Đây cũng là một vấn đề. Vâng, tốt nhất là kiếm em đúng không ạ? Vâng, trực kiếm em đi đúng không? Em là người đưa cái đoàn mình qua đây đúng không ạ? Em không biết tiếng Hàn, nhưng mà anh em cũng ảo bớt chắc chắn biết đúng không?
Vâng, bây giờ mình đang đi dòng sông Hàn. Dòng sông thơ mộng chia Seoul ra làm hai phần, nam sông Hàn và bắc sông Hàn. Thì đi đoàn mình nghe cái từ Gangnam và Gangbuk á, Gang là sông á, Nam là phía Nam, Bắc là phía Bắc, Gangnam, Gangbuk, Gangnam. Gangnam nghe quen không? Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, đó chính là khu Gangnam, cái khu mà người rất là giàu, đúng không ạ? Tại sao có bài hát Oppa Gangnam Style? Thì đó là cái nói về cái phong cách sống của người Gangnam, khu người rất là giàu. Đây mình Gangnam là khu mới, khu Gangbuk là khu cũ, à, cũ nhất. À, khu Gangbuk là tập trung những cái chùa chiền, hoàng cung hay là cổ, những cái mà cổ của là mình nhá. Tại vì xưa có khoảng là hơn 600 năm rồi. Đó, thì khu phía Bắc là khu mà cổ lâu đời rồi, còn khu phía Nam thì là mới và rất là phát triển và tập trung đa phần là người giàu, nhà đó rất là mắc tiền của đàn mình. Thế thì dòng sông này chia Seoul ra làm hai phần của đàn mình nhé. Đó, à, đẹp không ạ? Buổi tối đó, là mình ơi, tối nay muốn đi taxi qua sông Hàn đi bộ ngắm ngắm thì là 10 phút đi taxi rồi. Anh Albert nói, anh hỏi Albert rồi. Tại vì khách sạn này là khách sạn mới của mình nhá. Còn bên đây là không phải ở một khách sạn, ở nhiều khách sạn. Là đây là khách sạn mới thành ở lần đầu thôi. À, còn thường thường là khách sạn là nó xoay vòng vòng như vậy á. À, mình đi taxi là 10 phút nhá. À, 10 phút. À. Thế đó là những cái một số cái miễn phí, còn ngoài ra thì là miễn phí gì nữa ạ? À, thêm một cái này nữa là chắc chắn là các chị, các cô và các em rất là thích, đó chính là miễn phí thử mỹ phẩm ha. À, thử mỹ phẩm đúng không ạ? À, các cô mà ra siêu thị nhé, thử mỹ phẩm thoải mái. À, khu Miêu Đông ấy hoặc là bất cứ một siêu thị lớn nào họ đều cho mình thử mỹ phẩm hết luôn. À, nhưng mà có bị dị ứng không, thử thử nghiệm nha, không biết đâu nha. Thì mình hỏi ở có miễn phí ăn không? Có miễn phí ăn luôn đấy, thành là từ từ thành giới thiệu những cái chỗ mà miễn phí cho đàn mình. Tại vì tâm lý người Việt Nam mình là trực tiền là cứ miễn phí đã, đúng không ạ, tính sao đúng không? Vâng, miễn phí đồ ăn Hàn Quốc có luôn. Nhưng mà cô đàn mình phải đi ra khu siêu thị lớn. À, những khu siêu thị lớn thì họ sẽ có bày đồ ăn Hàn Quốc ở bên ngoài rất là nóng sốt, ví dụ như là bánh gạo ha, tteokbokki này, hay là kim chi, hay là mì ha. À, hay là những món Hàn thì họ thường thường họ nấu sẵn bên ngoài, họ mời mình ăn miễn phí cô đàn mình ha. À, ăn ít thôi nha, ăn nhiều quá là quăng nồi vô. Đồ ăn miễn phí thử để mình mua đồ ăn của họ ấy. Thì thường thường là những cái siêu thị lớn nhá là có, còn siêu thị nhỏ thì không có. Về mình ha. À, siêu thị nhỏ là không có. Thế thì một số cái miễn phí, ngoài ra là có lớp học biết tiếng Hàn miễn phí này. À, dành cho những khách mà qua đây du học hay là qua đây chơi lâu lâu á, là mình có lớp học tiếng Hàn miễn phí, nhưng mà chắc chắn lớp học này mình không theo được đâu, đúng không ạ? Hoặc là có đến xe bus miễn phí. À, đi từ Seoul đi Jeonju, một cái thành phố khác, nhưng mà là mình phải đăng ký trước 10 ngày. Đó, nhưng mà chắc chắn là đàn mình không đi được, đúng không ạ? Đó thì thành đó những một số cái miễn phí. Nhưng mà quan trọng nhất là nãy là một số cái như là wifi, đúng không ạ? Wifi hay là điện thoại công cộng, đúng không ạ? À, hay là tư vấn, dịch vụ tư vấn tổng đài 1330, đúng không ạ? Hay là thử mỹ phẩm, hay là thử đồ ăn, à, đồ ăn ha. Vâng, hai cô đàn mình nhớ nhé, là một số cái đặc biệt là wifi và điện thoại công cộng. Thế cô đàn mình có số của Thành hết rồi, đúng không ạ? Thì đàn mình Thành cũng cái số với Việt Nam của Thành, cô đàn mình lưu ở Việt Nam với cái số mà 0912783288, đó là cái số đó cũng là xài Viber luôn á, hoặc wifi mình cứ gọi. Còn là cái số của Thành, số Hàn thì phải đọc đàn mình đó. Thì mình cần thiết mình nhờ bất cứ một người Hàn nào cũng là mình ha, hay là cái nhân viên ở khu vui chơi nào đó gọi cho Thành được thoải mái, tại vì điện thoại bên đây rẻ lắm. Rồi người Hàn chào như nào ạ? Vừa nãy anh Lee Bin Ho chào đàn mình như nào ạ? À, chào này đúng không ạ? Chào này đúng không? Dạ. À, chào này ai đau lưng là không chào được đúng không? À, có giống một là cách chào của một quốc gia gần kế bên không ạ? Dạ, nhìn chắc cũng giống giống đúng không ạ? Nhưng mà người Nhật thì cúi sâu hơn đúng không ạ? Cúi thấp hơn nữa đúng không ạ? À, thế Thành hỏi là mình là người Thái chào thế nào ạ? Chắp tay hả? Chắp tay đúng không ạ? À, Sawadika hay là Sawadicha cũng được đúng không? Sawadika. Rồi, người Campuchia chào thế nào ạ?
Campuchia giống Thái thôi ạ. À. Dạ cũng chắp tay như vậy nhưng mà không không phải là Sawatika. Cái gì? Chùm rượp xua. Chùm rượp xua ha. À, hay là chùm ruột chua cũng được. À.